Ukraine cấp tốc vá lỗ thủng lớn ở Nam Avdiivka. Nga từng bước dập tắt cơ hội lật ngược tình thế của Ukraine. Mỹ phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthi tại Yemen. Houthi yêu cầu nhân viên Liên Hợp Quốc rời khỏi khu vực do lực lượng này kiểm soát. Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Theo kênh Macronicles, ở khu vực phía Nam, sau khi thành công phá vỡ tuyến phòng thủ chính và kiên cố nhất của đối phương, lực lượng Nga đã tiến về phía Bắc đường cao tốc M-04 và đường sắt, đồng thời đánh bật lực lượng Ukraine khỏi những cứ điểm kiên cố tại khu phức hợp giải trí Tsarskaya Okota, áp sát Nam và Tây Nam Avdiivka. Tại khu vực vừa chiếm giữ cho phép Nga có bàn đạp để tăng cường hoạt động trên toàn khu vực phía Nam. Một số vị trí khác của Ukraine ở khu vực phía Nam rơi vào tình trạng nguy ngập, rất có thể họ sẽ bị bỏ rơi hoặc bị Nga giải tỏa. Nếu Ukraine muốn củng cố tuyến phòng thủ ở đây thì phải rút quân khỏi những khu vực khác, khiến những nơi đó suy yếu, tạo cơ hội cho lực lượng Moscow chớp thời cơ đẩy mạnh tấn công. Ngoài ra, Ukraine có thể lấy lực lượng từ những mặt trận khác để tăng cường. Tuy nhiên, Nga đang gây sức ép mạnh mẽ trên khắp chiến tuyến dài hơn 1.000 km, khiến việc rút lực lượng dễ để lại lỗ hổng cho Nga khai thác. Kênh SGS đưa tin, tại khu vực Avdiivka đang diễn ra những trận giao tranh cực kỳ ác liệt ở khu vực Tsarskaya Okota. Lực lượng Nga đã chiến đấu liên tục ngày thứ hai. Ukraine đang tung lực lượng dự bị vào phản công nhằm đánh bật đối phương ra khỏi các vị trí đã kiểm soát bằng bất cứ giá nào. Theo đó, nhiệm vụ sống còn của Ukraine là giành lại khu chỉ huy trung tâm, nếu không toàn bộ sườn phòng thủ sẽ sụp đổ. Nga đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng trong cuộc chiến UAV để ngăn Ukraine đạt được bất kỳ đột phá nào, mặc dù đây là lĩnh vực Kiev từng có lợi thế trong giai đoạn đầu xung đột. Mùa đông lại quay lại Ukraine với những lớp tuyết dày, nhiệt độ giảm sâu và ngày ngắn lại. Trong những đêm dài, gần 2 năm kể từ khi xung đột nổ ra, bầu trời dọc 1.000 km tiền tuyến không lúc nào vắng bóng UAV của Nga và Ukraine. Trong nhiều thế kỷ qua, có những cuộc xung đột đã phải tạm dừng khi các điều kiện khắc nghiệt đẩy con người đến giới hạn của sự chịu đựng. Hiện nay, các binh lính của Ukraine cố thủ trong các chiến hào và cứ điểm cũng đang chật vật trước mùa đông băng giá. Tuy nhiên, UAV, phương tiện chi phối chiến trường hiện nay chỉ bị giới hạn bởi thời lượng pin của chúng bị rút ngắn do thời tiết lạnh giá và mức độ sẵn có của các camera nhìn đêm. Trong những tháng đầu xung đột, tiền tuyến đã dịch chuyển nhanh chóng khi các lực lượng của Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Ukraine được cho là chiếm ưu thế trong cuộc chiến UAV, áp dụng những công nghệ thương mại và sử dụng các vũ khí mới để ngăn cản Nga tấn công. Nhưng từ tháng 10 năm 2022, hầu như có rất ít sự thay đổi về quyền kiểm soát lãnh thổ giữa hai bên. Quân đội Ukraine đạt được một số thành quả gần đây, chẳng hạn như các cuộc tấn công chính xác vào hạm đội Biển Đen và các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Dù vậy, Nga đã điều chỉnh chiến lược và lợi thế trong xung đột đang nghiêng về phía họ. Nga cũng đã chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến và ngân sách quân sự của nước này cao gấp hơn 2 lần so với mức trước chiến tranh. Nga cũng đã phóng hàng nghìn UAV, trong đó có các mẫu jet do Iran thiết kế, hiện được lắp ráp tại Iran và Nga, với những khả năng mới để nhắm vào các hệ thống phòng thủ đắt đỏ mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Giới quan sát nhận định, để loại bỏ lợi thế của Nga trong giai đoạn này của xung đột, Ukraine và các đối tác không chỉ cần tăng cường sản xuất quốc phòng mà còn cần đầu tư và phát triển và mở rộng các công nghệ có thể đối phó với các UAV mới của Nga. UAV tập trung nhiều nhất dọc tiền tuyến phía đông Ukraine. Khi được hỏi vũ khí diệt tăng hiệu quả nhất trong kho vũ khí của mình là gì, các chỉ huy của Ukraine đều đưa ra cùng một câu trả lời, đó là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Theo một chỉ huy của Ukraine, các máy bay không người lái FPV linh hoạt hơn một cuộc pháo kích càn quét trong giai đoạn đầu tấn công.
Trong một cuộc tấn công thông thường, việc nã pháo sẽ chấm dứt khi lực lượng của một bên tiếp cận chiến hào của đối phương. Nhưng các máy bay không người lái FPV chính xác tới nỗi các phi công điều khiển có thể tiếp tục tấn công mục tiêu cho đến khi các binh lính của họ cách đối phương chỉ vài mét. Theo các nhà quan sát quân sự, hiện Ukraine đã mất đi lợi thế trong cuộc chiến UAV. Họ cho rằng các lực lượng của Nga đã sao chép nhiều chiến thuật mà Ukraine sử dụng trong mùa hè vừa qua, trong đó có việc tiến hành các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn, sử dụng nhiều loại UAV khác nhau. Đầu tiên, các UAV tình báo, giám sát và trinh sát sẽ bay lơ lửng trên cao để theo dõi và xác định các mục tiêu từ xa. Sau đó, chúng gửi vị trí của đối phương cho các phi công điều khiển máy bay không người lái, FPV, bay thấp và cơ động cao. Đây là các phương tiện có thể tiến hành tấn công chính xác nhằm vào cả mục tiêu cố định và di chuyển từ khoảng cách an toàn so với tiền tuyến. Sau khi những UAV này loại bỏ các mục tiêu ban đầu, các phương tiện quân sự sẽ vượt qua các bãi mìn để bắt đầu cuộc tấn công mặt đất. Từ cuối năm 2022, Nga đã sử dụng kết hợp hai loại UAV sản xuất trong nước là Auckland 10 UAV giám sát và Landsat UAV tấn công để phá hủy mọi thứ từ các hệ thống pháo giá trị cao đến các chiến đấu cơ và xe tăng. Ukraine đã vượt Nga trong các cuộc tấn công UAV trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, nhưng hiện nay nước này không có các UAV phối hợp với nhau để theo kịp cặp đôi UAV nguy hiểm mới này của Nga. Cặp đôi Auckland Landsat đóng vai trò quyết định trong giao tranh. Năng lực tác chiến điện tử vượt trội của Nga cho phép nước này gây nhiễu cũng như đánh lừa tín hiệu giữa các UAV của Ukraine và phi công điều khiển. Nếu Ukraine muốn vô hiệu hóa các UAV của Nga thì các lực lượng của họ cần có năng lực tương tự. Một số lượng hạn chế trong các lữ đoàn của Ukraine đã có được thiết bị gây nhiễu từ các nhà cung cấp Mỹ hoặc các công ty khởi nghiệp trong nước. Nếu không có thiết bị này, các UAV tấn công và các thiết bị gây nhiễu của Nga có thể đẩy các lực lượng của Kiev ra khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đã chật vật giành lại. Hầu hết các vũ khí phương Tây đều yếu thế trước các hệ thống phòng không và các cuộc tấn công điện tử của Nga. Khi tên lửa và UAV tấn công nhắm vào các vị trí của Nga, chúng thường bị đánh lừa hoặc bắn hạ. Các vũ khí của Mỹ cũng thường bị các thiết bị gây nhiễu GPS đe dọa. Một số lượng nhỏ chiến đấu cơ F-16 của Mỹ sẽ đến tay Ukraine vào nửa sau của năm nay và chúng sẽ nhanh chóng nhắm vào các chiến đấu cơ của Nga. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu các tiêm kích F-16 sẽ thể hiện khả năng như thế nào giữa bối cảnh Nga triển khai các hệ thống tác chiến điện tử chủ động và các chiến đấu cơ mang tên lửa tầm xa. Lệnh trừng phạt quốc tế không làm dừng lại các hoạt động sản xuất quân sự của Nga. Nga đã tăng gấp đôi số lượng xe tăng được sản xuất hàng năm trước xung đột, từ 100 lên 200. Các công ty Nga cũng đang sản xuất đạn dược với giá thành rẻ hơn nhiều so với phương Tây. Một quả đạn pháo cỡ nòng 152 ly có giá khoảng $600 khi sản xuất ở Nga, trong khi một quả đạn pháo cỡ nòng 155 ly có giá cao gấp 10 lần. Sau nhiều tháng Ukraine yên ắng, Nga đã nối lại các cuộc tấn công UAV vào thủ đô của Ukraine. Cho đến nay, các lực lượng của Kiev đã xoay sở để phát hiện và bắn hạ gần như tất cả chiến đấu cơ đang lao tới. Nhưng sự bảo vệ này sẽ khó có thể duy trì khi Nga thực hiện những nâng cấp công nghệ cho UAV, tăng cường sản xuất trong nước, phát triển các cách thức mới để thoát khỏi sự phát hiện và tiến hành các cuộc tấn công cường độ cao để áp đảo phòng không Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine cũng ở thế bất lợi về kinh tế khi một trong những lựa chọn UAV của Nga, đó là SHAD, rẻ hơn nhiều so với các hệ thống phòng không có thể vô hiệu hóa nó. Mặc dù các hoạt động tấn công mạng của Nga hầu như có rất ít tác động, nhưng sự phụ thuộc của quân đội Ukraine vào dữ liệu di động và điện thoại thông minh để phối hợp hành động khiến họ dễ tổn thương hơn trong các cuộc tấn công tương lai. Với việc khả năng của Nga mở rộng trên nhiều mặt trận, các chỉ huy của Ukraine ngày càng ít lạc quan hơn so với thời điểm cách đây chỉ một vài tháng.
trọng tâm của họ đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ để bảo vệ các vị trí và lực lượng hiện tại. Những tháng tới sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho Ukraine. Sức mạnh gia tăng của hệ thống phòng thủ của Nga ở phía đông đã giải thích cho kết quả cuộc phản công không như kỳ vọng của Ukraine. Khi các lực lượng của Nga thăm dò tiền tuyến để tìm điểm yếu của đối phương, quân đội Ukraine đã thực hiện chiến lược phòng thủ chủ động. Chiến lược này có thể cản trở các cuộc tấn công của Nga, nhưng để thành công thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trong giai đoạn này, khi tiền tuyến hầu như không dịch chuyển, bầu trời sẽ không lúc nào vắng bóng UAV. Ukraine có mục tiêu đạt được 2 triệu UAV vào năm 2024, với một nửa số này sẽ được sản xuất trong nước. Với quá nhiều phương tiện trên không được triển khai, bất kỳ lực lượng hay phương tiện nào di chuyển trên mặt đất đều dễ trở thành mục tiêu. Vì vậy, cả Nga và Ukraine sẽ tập trung vào việc loại bỏ vũ khí của đối phương và tham gia vào các cuộc không chiến giữa các UAV với nhau. Khi tiến bộ công nghệ mở rộng phạm vi của UAV, các phi công điều khiển và các hệ thống hỗ trợ khác có thể ở cách nơi giao tranh hàng trăm km. Trái với chiến thuật được sử dụng trong những tháng trước đó, khi mà các tên lửa được phóng theo từng đợt, cuộc tấn công tên lửa vào UAV của Nga ngày 23 tháng 1 nhằm vào các thành phố của Ukraine được thực hiện gần như đồng thời. Nga đã ném bom 3 thành phố của Ukraine vào ngày 23 tháng 1. Đây là một cuộc tấn công nữa mà các lực lượng của Moscow sử dụng chiến thuật phối hợp tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng cùng lúc vào Ukraine từ 5 khu vực khác nhau của Nga. Trong cuộc tấn công này, không quân Ukraine đã bắn hạ 21 trong số 41 tên lửa mà đối phương phóng vào Kiev. Như vậy, khoảng một nửa mục tiêu của đối phương bị Ukraine đánh chặn, thấp hơn mức trung bình 80% mà Kiev từng đạt được vào năm 2023. Thành phố bị tấn công dữ dội nhất là Kharkov, cách biên giới với Nga chỉ 40 km. Nga đã phóng tên lửa từ mặt đất và từ máy bay ném bom cất cánh ở 5 khu vực. Nga đã lần đầu tiên phóng các tên lửa hành trình KH-101 và KH-55 từ biển Caspi. Khi chúng đi vào không phận của mục tiêu, tên lửa đạn đạo Iskander được phóng từ các tỉnh Belgorod và Voronezh của Nga. Các khu vực sát lãnh thổ của Nga là những nơi dễ tổn thương hơn cả của Ukraine, bởi vào thời điểm này, chúng không chỉ bị tấn công bởi các tên lửa S-300 và S-400 thông thường được phóng từ Belgorod, mà còn bị tấn công bởi các tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình KH-22 được phóng từ các máy bay ném bom ở Bryansk và Orion. Thị trấn nhỏ Avdiivka đã trở thành trung tâm cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc dù Kiev vẫn nắm quyền kiểm soát thị trấn này, nhưng nó đã bị quân đội và pháo binh Nga bao vây từ ba phía. Cả hai bên đều đối mặt với thương vong nặng nề. Lính bắn tỉa Ukraine có biệt danh là Best đã kể lại cảnh tượng kinh khủng trên chiến trường, nơi mà những người lính thiệt mạng chỉ nằm đó và chết cóng. Taren, chỉ huy một đơn vị trinh sát máy bay không người lái của Ukraine trong thị trấn, nói rằng ngay cả khi chúng tôi có thể tiêu diệt 40-70 binh lính bằng máy bay không người lái trong một ngày, thì ngày hôm sau họ sẽ tăng cường lực lượng và tiếp tục tấn công. Tại một vị trí khai hỏa cách Avdiivka 90 phút về phía bắc quanh thị trấn Bakhmut, khoang chứa đạn của lựu pháo Paladin do Mỹ cung cấp hoàn toàn trống rỗng. Các binh lính không có đạn pháo để khai hỏa. Một đợt vận chuyển sau đó đã mang tới 4 quả pháo, nhưng không có quả pháo nào gây tổn thất lớn cho Nga. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine có biệt danh là Kosa cho hay, 10 đấu 1 là sự khác biệt giữa nguồn cung pháo của Nga và Ukraine. Ông tiết lộ họ sử dụng các hệ thống cũ thời Liên Xô, nhưng các hệ thống này vẫn có khả năng sát thương. Cuộc giao tranh của Ukraine hiện nay phụ thuộc lớn vào nguồn cung vũ khí. Trong khi đó, sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả các loại đạn pháo mà Kiev đang rất cần, dường như không còn được đảm bảo. Các gói hỗ trợ tương lai vẫn mắc kẹt tại Quốc hội, và nỗi ám ảnh nếu ông Trump, người phản đối việc hỗ trợ cho Ukraine, trở thành Tổng thống đã làm gia tăng thêm sự không chắc chắn này. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số các tin tức đáng chú ý về tình hình khu vực Trung Đông. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, quân đội Mỹ đưa ra thông báo các lực lượng của nước này vừa phá hủy 2 tên lửa chống hạm của lực lượng Houthi tại Yemen. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào sáng sớm cùng ngày nhằm vào 2 tên lửa chống hạm của Houthi đang nhắm về phía nam Biển Đỏ và chuẩn bị phóng. Các lực lượng Mỹ đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và nhận thấy mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu buôn cũng như các tàu hải quân của Mỹ trong khu vực. Lầu Năm Góc cũng cho biết quân đội Mỹ đã tấn công các máy bay không người lái, hệ thống radar ven biển, hệ thống giám sát trên không của Houthi cũng như các khu vực cất giấu vũ khí khác.
Cùng ngày, phát biểu tại phiên tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Anh sang lãnh thổ Yemen mà không có quyết định của Hội đồng Bảo an. Theo phía Nga, điều này đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình quốc tế, làm suy yếu trật tự thế giới vốn không nên dựa trên các quy tắc của Mỹ và Anh, mà dựa trên tính tối thượng của luật pháp quốc tế phổ quát và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Ngày 23 tháng 1, một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết, lực lượng Houthi tại Yemen đã yêu cầu các nhân viên Liên Hợp Quốc người Mỹ và người Anh rời khỏi các khu vực do Houthi kiểm soát trong vòng một tháng. Quan chức giấu tên trên nêu rõ, Houthi đã thông báo tới các cơ quan của Liên Hợp Quốc về việc các nhân viên Liên Hợp Quốc người Mỹ và người Anh không được hoan nghênh và không nên trở lại các khu vực do Houthi kiểm soát. Theo truyền thông địa phương, hiện có hơn 20 công dân Mỹ và Anh làm việc cho Liên Hợp Quốc tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Cùng ngày 23 tháng 1, một tuyên bố chung do Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra nêu rõ, 24 quốc gia đã tiến hành các cuộc không kích trong ngày 22 tháng 1 nhằm vào 8 mục tiêu tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Theo tuyên bố, các cuộc không kích này do các lực lượng của Mỹ và Anh tiến hành với sự hỗ trợ của Đức, Australia, Bahrain, Canada, Hà Lan và New Zealand. Ngày 23 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Vandis Dombrovskis, phụ trách giám sát kinh tế của Liên minh châu Âu EU cho biết, khối này đang đối mặt với nguy cơ giá tiêu dùng tăng và tăng trưởng chậm lại do sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ. Ông Dombrovskis cho biết, lưu lượng vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ đã giảm 22% trong một tháng qua do ảnh hưởng của các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các tàu đi qua tuyến vận tải biển này. Tuy nhiên, mức giảm sẽ còn lớn hơn vì các công ty vận tải đang phải chuyển hướng hải trình của các tàu vòng qua châu Phi. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của các bộ trưởng thương mại EU nhằm tìm cách giải quyết vấn đề này, ông Dombrovskis cho biết, đến nay chưa ghi nhận tác động rõ ràng đối với giá năng lượng cũng như hàng hóa nói chung, nhưng chúng tôi đã thấy tác động đối với giá vận tải và đây là một yếu tố rủi ro. Theo quan chức trên, các tác động kinh tế rộng hơn đối với nền kinh tế EU nói chung sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của khủng hoảng này. Ông nhấn mạnh, hành động nhanh chóng là cần thiết. Ông Dombrovskis cho biết EC sẽ cập nhật dự báo kinh tế vào tháng 2 tới, trong đó có tính đến sự gián đoạn vận tải ở Biển Đỏ. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Mới đây, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, đã bày tỏ hoan nghênh sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong liên minh quân sự này. Trong tuyên bố, ông Stoltenberg nhấn mạnh việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ giúp liên minh này vững mạnh hơn và an toàn hơn. Ông cũng kêu gọi Hungary sớm phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO. Cùng ngày, Mỹ cũng bày tỏ hoan nghênh động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mạng xã hội X, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhấn mạnh Thụy Điển là một đối tác quốc phòng mạnh mẽ, có năng lực. Ông cũng cho rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ giúp liên minh cũng như Mỹ an toàn và vững mạnh hơn. Về phía Thụy Điển, Thủ tướng Ulf Kristersson ghi nhận việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO là một động thái tích cực. Đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh, với động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển đã tiến thêm một bước tới gần việc trở thành một thành viên chính thức của NATO. Ngày 23 tháng 1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật bị trì hoãn lâu nay liên quan đến việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 32 của liên minh. Như vậy, đến nay chỉ còn Hungary là quốc gia thành viên duy nhất chưa phê chuẩn Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 1 theo giờ địa phương. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát vụ phóng, đồng thời tăng cường cảnh giác trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Dự kiến quân đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ sớm tiến hành phân tích chi tiết vụ phóng về loại tên lửa, tầm xa và quỹ đạo bay, cũng như đưa ra những phản ứng quan ngại. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình mới nhất của Triều Tiên kể từ tháng 9 năm 2023. Trước đó vài giờ, Mỹ tuyên bố sẽ duy trì thế phòng thủ thích hợp trước các mối đe dọa tên lửa ngày một gia tăng từ Triều Tiên. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng nhắc lại những quan ngại của Mỹ và đồng minh trước sự hợp tác ngày một sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên khi đề cập tới khả năng Tổng thống Vladimir Putin sắp thăm các quốc gia Đông Bắc Á này. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ 10 ngày sau khi nước này thử nghiệm một tên lửa siêu thanh tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn vào hôm 14 tháng 1. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết vụ phóng hôm 14 tháng 1 nhằm mục đích kiểm tra độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn nhiều tầng, lực đẩy cao mới và đầu đạn điều khiển cơ động siêu thanh tầm trung. KCNA khẳng định cuộc thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng và không liên quan gì đến tình hình trong khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại!